Xin chào các bạn, bây giờ tôi sẽ đi tặng ba cái chiếc đuôi tiên cá cực kỳ xinh đẹp cho một bạn ở Trà Vinh, một bạn ở Cái Bè, một bạn ở Sóc Trăng. Thì bây giờ tôi sẽ đi tặng đuôi nha. Mấy em nhớ có được chiếc đuôi này rồi giúp tôi thực hiện nhiệm vụ là kêu gọi bảo vệ thiên nhiên và động vật nha các em. Với mong muốn là tất cả trẻ em Việt Nam đều có cơ hội có được những điều tốt đẹp trong cuộc sống, thì tôi là cái thương hiệu đồ bơi tiên cá biến ước mơ thành hiện thực cho tất cả mọi người, và đặc biệt là dành cho các em nhỏ. Hiện tại Tion đã sản xuất ra được thương hiệu đồ bơi tiên cá biết tất cả Merman Tion rồi. Sắp tới đây Tion sẽ quảng bá bán khắp thế giới luôn. Thì trước đây Tion là người cá duy nhất ở Việt Nam chuyên nhập mấy cái đồ bơi người cá ở nước ngoài về bán, rồi lấy những cái hàng mà người ta bán gia công ở Việt Nam á các bạn. Nhưng mà chất liệu nó không tốt, nó không hiệu quả, nên Tion phải tự sản xuất ra đuôi tiên cá. Với cái kinh nghiệm bơi lội lặn biển của Tion như các bạn cũng đã biết rồi, thì chỉ có tiên cá sản xuất đồ bơi tiên cá mới là chuyên nghiệp nhất thôi, đúng không? Đó, thì Tion phải làm sao đó cho cái đuôi tiên cá nó đeo vô là các bạn trở thành một người cá thật sự, bơi nhanh nhất có thể, bơi tốt nhất có thể. Còn mấy cái đuôi tiên cá của hãng khác nè, Tion có rất nhiều, Tion đang giữ mấy cái mẫu demo của mấy nơi khác Tion làm, rất là dở, xài không có được, như đồ chơi con nít. Và Tion bán, Tion bị mang tiếng. Bởi vậy Tion đã từ bỏ việc bán đồ bơi quảng cáo cho các thương hiệu khác, mà chỉ sản xuất đồ bơi tiên cá chính hiệu cho các bạn thực sự muốn trở thành người cá tiên cá thôi. Rồi bây giờ Tion đi tặng quà đây. Yeah, xin chào các bạn người cá sơ sinh. Bây giờ Tion đang tại Viettel để gửi ba cái phần quà đuôi tiên cá cho các bạn đây nha. Em chào chị, cho em gửi ba cái này. Rồi, nhớ trở thành người cá rồi giúp Tion kêu gọi bảo vệ thiên nhiên và động vật nha các bạn. Đặc biệt là chương trình tặng đuôi tiên cá của Tion là sẽ cố gắng diễn ra hàng tháng, tạo ra cơ hội trở thành người cá cho những bạn không có điều kiện mua đuôi tiên cá. Ngoài ra Tion cũng xin giới thiệu thêm, Viettel chính là đơn vị vận chuyển hàng hóa đuôi tiên cá tốt nhất cho Tion hiện nay. Thì các bạn hãy yên tâm và tin tưởng sử dụng dịch vụ Viettel nha. Đặc biệt hơn nữa là những phụ huynh đặt mua đuôi tiên cá cho con em mình, đừng có ngại ngùng gì mà chuyển khoản trước cho Tion, chứ để nếu mà giao hàng rồi mới chuyển khoản sau, Viettel mất một khoảng thời gian là nửa tháng Tion mới nhận được số tiền đó, nên nó hơi bị lâu quá các bạn. Cứ chuyển khoản rồi bây giờ Tion sẽ giao hàng, như vậy là tốt nhất, nhanh nhất. Và cửa hàng Viettel này nó cũng gần sát với nhà của Tion, nhà Tion mặt trước, dịch vụ Viettel ở mặt sau lưng, nên Tion đi giao hàng rất là nhanh, rất là lẹ. Ok, vậy là Tion đã biến ước mơ tiên cá thành hiện thực cho ba bạn ở Sóc Trăng nè, rồi ở Tiền Giang nè, ở Trà Vinh rồi nha. Đó, các bạn thấy không, đến với tiên cá Tion, nơi duy nhất ở Việt Nam và thậm chí là trên thế giới luôn, có thể biến ước mơ thành hiện thực cho tất cả các bạn. Tion cũng cố gắng mỗi tháng sẽ tặng thêm nhiều đuôi tiên cá hơn, với điều kiện là cái việc kinh doanh đuôi tiên cá của Tion thành công thuận lợi. Chứ mấy năm nay Tion hỗ trợ cho những công ty, những đơn vị khác rồi, thậm chí là Tion bán đuôi tiên cá mà nhập hàng của người khác về bán á, Tion không có lời. Tion không có đủ cái nguồn kinh phí để tặng đuôi tiên cá như hiện nay. Và hôm nay Tion rất là vui, Tion có thể làm được điều này vì các em rồi. Và thậm chí là qua tháng 10 Tion bắt đầu cái chương trình mà tặng đàn piano luôn. Mỗi cái đàn piano ở đây là trị giá 20 triệu. Tion mà làm tươi là Tion tặng đàn luôn cho các bạn luôn nha. 20 triệu là rẻ nhất nè, thấy mấy cái đàn này không? Đẹp không? Đó, tiên cá mà tặng như vậy được không cậu? Chắc luôn á ha. Ok, tươi nha.